1, 2, 3 cây cây. Đi du lịch ngày mưa. Bọn mình không biết là quán gì nhưng mà nó vẫn mở cửa sáng chót. Mình biết bây giờ là mấy giờ đi ạ? Tại bây giờ đang là mới có 23:22 rồi. Trung Quốc chưa? Bọn mình có linh cảm là ở phía khu vực này sẽ có những quán trà sữa mở muộn, cho nên là mình quyết định là sẽ đi ra cái khu vực có nhiều ánh sáng này. Trà sữa đâu? Khoảng ngày hôm nay chưa được một hớp trà sữa. Ngon. Đi hậu. Kéo ra. Ta thử nói tiếng Anh cho ông ấy hiểu. Chắc ông suy chứ. Bọn mình đang ngồi trong quán rồi, bây giờ bọn mình đã gọi món xong rồi. Mình gọi hai món thịt, tại vì là tôm hùm mắc quá. Mày để camera ra đây, xong mày dơ cái tôm hùm này lên. Là gì? Không biết. Ông quá mệt mỏi với chúng tôi. 207. Ngon chưa? Khói bốc nghi ngút luôn. Mai nhất định phải đi uống trà sữa. Này luôn tí nếu có. Ok, ăn thịt xiên nữa. Chào một cái xì gà nha mọi người. Chúng ta vị khách duy nhất trong quán này chúng ta được chê cười. Thì ngon hay ngon, để cho mọi người vui lòng. Nhưng mà ngon không? Ngon. Sau khi mà ăn no phè cái bụng thì bây giờ bọn mình sẽ đi về kiếm một quán nước nào đấy. Ở đây là bán kiểu là bánh bao vịt này. Bọn mình sẽ thử vào cái cửa hàng tạp hóa ở Trung Quốc. Ôi, ông ấy đang ăn một bát mì rất là to. Mình sẽ xem là đây có bán những cái gì nha. Khóa cha này, bánh kẹo này, mì tôm này, mì Hàn Quốc này, mấy món đặc biệt của Trung Quốc. Đem về Hàn ông ta? Không. Thế sao? Quái quá lắm. Ký gửi. Cái đồ thịt mà mày. Trời ơi, muốn mua cho mọi người cái này quá. Măng cay bọn mình sẽ mua cái này về. Nhưng mà cái này đi qua hải quan có sao không? Chắc là không đâu. Nữa đi, mấy cái tăm cay này nè, ăn không? Mua về. Ui, thiên đường của tăm cay. Cái vị nào có hai vị, một cái này. Cái này nữa này. Ôi, cái này ở Việt Nam không có. Ê, 1, 2, 3 cây cay. Mày lấy thêm một cái măng nữa không? Nhưng cái măng đấy mày ăn chưa, ngon không? Măng nhiên, thích quá, review rất ngon. Thế thì lấy hai cái. Thử nhé. Thử đi. Măng một ớt. Mình cũng phải đi review người ta chứ. Thôi, gọi đây ăn mãi rồi. Nước. Chưa lấy một cái này. Mày lấy cái gì? Đào đi. Lão bản, xin hỏi bạn có bình không? Bình. Bình. Ice, bình, bình. Ice cream á? Bình. Bấm không sợ tao chạy mất thì sao? Chắc là sữa gạo mà đâu. Nhìn nó vừa có gạo vừa mật ong. Đúng rồi. Lên men như rượu. À, rượu gạo. Thử đi. Một chút men. Đây là gói măng mà Mỹ Duyên bảo là xem mọi người trên TikTok review rất là nhiều. Ngon. Cay cay. Ừ, cay cay chua chua. Ăn một miếng chưa biết là vị gì hết. Ăn hai miếng. Tiên cả gói. Tiên cả gói. Này đi. Nói chung là ăn cũng heo thì. À, heo à? Có mà heo phí. Mình lại đi đến một cái cửa hàng tạp hóa. Múc bao cho mọi người ăn kem của Trung Quốc. Em ăn vị nào? Ta ăn vị trà xanh. Cú xin nè. Trăng cu. Melon. Không phải là matcha. Đi, một hộp. Một hộp này hả? Ở dưới nó là cái gì? Ok, cho đi. Matcha. Mà vợ. Qua mặt đi chơi, có một con mắt ở bên hông. Ơ, bây giờ tao mới biết nó có túi mà em. Cuisine. Make up nha. Bọn mình đã xong rồi. Và bây giờ bọn mình sẽ đi ra Hồ Tây. Trời, mưa rất là to luôn. Từ phố này mà đi bộ thì nãy giờ ăn được mấy bữa rồi đấy. Hello.
sau một ngày ở Trung Quốc thì chúng tôi đã cảm thấy là Trung Quốc không khác gì Hàn Quốc, chưa thấy khác một cái gì hết, trừ là người ta nói tiếng Trung ra thì tất cả nó đều giống như là ở Korea. Ừ, thứ bảy được ngày thứ bảy nhưng mà thứ bảy mưa nhiều thế, cứ thế xuống à. Sau khi khôi phục được. À, tại sao? Lại cứ thế đi xuống nhỉ? Anh bảo mày cút. Xin xin. Yes. Bọn mình đang trên đường đi ra Hồ Tây. Xe đằng sau, xe đằng sau. Đấy, đây là Mỹ Duyên. Yeah. Mình mặc váy mình chui không? Treo. Mình treo không? Ủa? Là hồ hả? Ừ. Ai, tao tính là tao tưởng đi được lên trên đấy luôn á. Tại vì trời đang mưa, không biết đâu là đất, đâu là hồ. Cả thà lại bước luôn xuống hồ ấy. Hồ Tây nè. Muốn đi cái thuyền này. Hỏi xem bao nhiêu đi. 50 tệ một người. Đi, lên đi. Đang tính tiền để đi vào. Mình sẽ đi cái thuyền này. Cứu, cứu. Một trăm tệ cho hai người nha. Mỹ Duyên lấy cái quay gì đâu. Một tay nè. Đẹp chứ. Bọn mình hết đi đường nước rồi, lát nữa bọn mình sẽ chuyển lên đi đường bộ. Tàu chấp bố của mưa đã khởi hành. Tàu đi rồi. Hồ Tây ngày mưa, áo mưa. Ô. Bây giờ bọn mình đi tính là đi ra để quay ít nhưng mà thôi chẳng có gì lịch cả. Đi du lịch ngày mưa. Ở đây có một con trâu vàng. Đấy, con trâu á. Đẹp quá anh. Nhưng mà trời lại mưa. Không sao, chúng ta sẽ tự an ủi. Bọn mình đang đi tìm một quán ăn. Bởi vì đầu bọn mình từ sáng đến giờ chưa ăn một cái gì hết cả. Ăn đi, ta thấy mình anh không? Ừ, đi vào ăn đi. Trời ơi, nước rồi là nước rồi. Tìm đường đi ra đó nào. Ừ. Đây nha, quán bọn mình ăn là Herful Noodle. Quán này view cũng rất là ok là nha. Mình sẽ chọn ngồi ở đây. Thế mình ra cái này đi. Top 1 luôn, ăn top 1 luôn. Cái này là gì đây? Cái này là thường cho chi phải. Là gì chị ơi? Là gì chị ơi, em không biết. Cái này là đậu phụ thôi. Tao biết cái này là đậu phụ. Một cái này. Kiểu đất nước của tao, mày sang đây là mày phải học tiếng Trung, mày không biết tiếng Trung thì thôi. Đúng thật là kiểu không nói một tí tiếng Anh nào, kiểu bọn mình vừa bảo là menu nhưng người ta cũng không biết menu là cái gì luôn. Các bạn có thể thấy mình ở vlog của Anna mà các bạn có thể thấy Anna chui vào trong vlog của mình. Đúng rồi, tao có trong vlog của mày không? Đúng, đấy là... Lấy bên tay. Ê, đũa bên này thấy đũa nào cũng dài như thế này luôn nhở. Nó sẽ là từng này thôi. Nhưng mà bên Trung Quốc nó sẽ dài hơn cả một găng tay luôn. Đây là xiên nướng hả? À? Người mùi là thấy tăm cay rồi nha. Mọi người có thể nhìn thấy đây là để mình cho mọi người xem Mỹ Duyên, máy quay của Mỹ Duyên này. Một cái là ở đây, một cái là ở đây. Món đầu tiên của chúng tôi, món thịt xiên. Bây giờ bắt đầu thấy nóng lên. Này, đừng quay. Cái này là kiểu như là cái bò sốt vàng ở Việt Nam ấy, sẽ ăn kèm với chân gà. Cái này là gọi thêm này, lạp xưởng và xiên cay. Còn cái này cũng là lạp xưởng hả? Lạp xưởng và trứng hả? Ừ. Ăn chung với cái này, trời ơi, tao thấy của mày là cay xè rồi đấy. Này, bọn mình sẽ sử dụng Google Dịch để mọi người đi giao tiếp. Tôi có một chút nóng, có thể bật điều hòa được không? À. À. Mình sẽ đi giao tiếp. Đối với mình là mình thấy là mặn. Wow.
Con đi ta ăn một tiền nắng. Lấy lên nó đi. Mặn đúng không? Nhưng cũng không được đúng không? Không mặn lắm. Cái mì này mặn nè. Mì mặn à? Muốn ăn thử mì không? Mẹ ăn thử bên này đem chua cay mặn ngọt luôn. Di chuyển ớt. Xong bát ăn ăn. Xong. Ăn ăn. Mặn ăn đau cay và đớn. Cay xé lòng chưa? Ớt này không cay lắm nhỉ? Này là cắn thịt. Bây giờ mặn mặn rồi. Ớt không cay lắm. Ăn lạp sữa. Ngon mẹ ơi, ngọt ngọt. Thịt nó chắc lắm mà ơi. Mẹ ơi, nó có vị năm như năm thái tử. Cô lỡ không ăn thử. Hay đến Thượng Hải đây. Đến Thượng Hải luôn đấy. Thế mà thấy mà nó ngon lại chị cả. Thì không có kế hoạch mà. Đến hôm nay đã gần được 2 ngày rồi nhưng mà bọn mình vẫn chưa được một hớp trà sữa nào hết. Trung Quốc về đêm. Em về thay đồ xong rồi sáng pin thôi. Ok ok. Đúng kiểu đỏ vàng, kiểu Hàn Quốc, à nhầm kiểu Trung Quốc. Đây là con đường thuê xe đạp. Nếu mà mọi người đến Hàng Châu thì mọi người nhất định phải đạp xe đi dưới mấy cái hàng cây vừa nãy nha. Tại vì hôm nay trời mưa quá nên là bọn mình không có thuê xe để đi đạp được ý. Bọn mình đi taxi. Đến giờ tối rồi bọn mình bắt đầu mới trả tiền taxi buổi sáng nay. Chắc là anh ấy tưởng là hai con này cùng tiền. Lại lên taxi đi về. Thay đồ để đi phố đi bộ. Đồ đôi nha, đồ đôi nha. Rồi bọn mình sẽ đi vào đây đi mua trà sữa. Mua trà sữa nha. Là gì đá hả? Cái này sò bi. Đá, đá. Đá hả? Bên gì? Cái này. Hóa đâu đâu? Lấy đi. Mình không được lấy này. Chắc rồi đấy. Ờ, thôi. Tôi đi lấy trà sữa đây. Yeah. Đây là cốc trà sữa đầu tiên sau 2 ngày sang Hàn. Sang Trung Quốc. Như kiểu là chế đỗ đen thôi trộn với trà sữa. Ok. Thế ô cho em Duyên. Cho. Đây là bọn mình đã đến phố đi bộ. Cái gì hơ phang. Chính hơ phang nha. Bọn mình sẽ đi vào đây, hình như là đây là cái quán mua quà lưu niệm gì đấy. Vào đây xem có cái gì hay ho. Các chót mặc áo mưa. Trời ơi. Ôi trời, đi té đi em ơi. Trời ơi. Mấy cái đèn lồng này hơi giống Hội An nha. Yeah, bây giờ bọn mình sẽ đi tham quan. Đi 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 ăn xin được. Đây là giá nha. Mọi người sẽ nhìn thấy bác ấy nướng thịt cho bọn mình ăn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ở Trung Quốc người ta sẽ lộn xộn vào nhau như thế này cả. Các em không bới vào đâu. Đây này. Thế lên mà. Ok nhá. Đây là một cách ăn mới cho mọi người nhá. Làm gì ở đây thì làm đi. Con phố này nó dài dã man. Bọn mình dân kèm ở đây nhá. Tính tiền. 35 á. Tự nhiên nào có tư nhân dân khả chế thay. Xìa. Tên nào có lấy khói ở mặt. Đây là sương khói mờ như này. À. Nhìn đây nè. Sáng mai sẽ phải khởi hành đi Tô Châu. Chắc là
tầm khoảng 10-11 giờ trưa gì đó. Tại vì là hôm nay ngủ muộn thì chắc chắn lát về cũng sẽ muộn rồi. Mình đã kết thúc một buổi ở Hàng Châu và mai chúng ta sẽ đi Tô Châu. Và không có gì để nuối tiếc cả. Và chào đón mọi người ở Tô Châu.